Hi, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn thấy những gia vị như thế này, đố các bạn biết mình sẽ làm món gì nè. Thôi để mình tiết lộ với các bạn luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái món ăn rất là quen thuộc đối với người dân của chúng ta. Đó là món kho quẹt. Thì để làm được cái món mà kho quẹt mà nó ngon mà nó thanh sánh như gì nè các bạn, thì chúng ta tiến hành làm về những gia vị như sau. Và để làm cái món kho quẹt á, thì gia vị cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Trước tiên các bạn mua cho mình 200 g thịt ba gọi nha các bạn. Mà đặc biệt thịt ba gọi á, các bạn sẽ có nạc và có mỡ các bạn. Thì có mỡ nhiều á, thì mình kho lên miếng kho quẹt nó mới ngon. Nước mắm, hành tím, tương ớt, bột ngọt, đường, hành lá và ớt hiểm nha các bạn. Xin mời các bạn cùng tiến hành làm với mình nha. Chúng ta bắt đầu làm nha các bạn. Thì trước tiên chúng ta sẽ sắt 200 g thịt heo này ra, ba gọi này ra. Thì để mình làm cho cái thịt heo mà mình khi mà mình làm cho nó đừng có nổ các bạn, mình sẽ lọc cái da này đi. Còn các bạn mà thích ăn da thì chúng ta để da nha các bạn. Còn mình ở đây thì mình lọc bỏ đi. Nhập bỏ ra đi các bạn. Và chúng ta sẽ sắt thịt ra. Miếng vừa ăn nha các bạn. Chúng ta sắt ngắn để đi dễ sắt. Lá thì lá này là các bạn, chúng ta cắt ra,
cộng với cộng lá lá, lá. Chúng ta lật dập dập đi. Rồi chúng ta sắc. Chút nữa chúng ta phi lên đó các bạn, phi lên cho nó thơm. Ở đây mình không có dùng tỏi nha các bạn, mình dùng công hành, còn lá, lá thì mình cũng sắc riêng. Mình nghe các bạn. Hành tím, hành tím thì chúng ta lát mỏng. Các bạn lưu ý cái hành tím này là sắc nó cay mắt lắm. Cái này mình dùng năm củ nha các bạn. Nói chung thì cái này anh bạn nào thích ăn nhiều thì chúng ta bỏ vô nhiều thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành làm nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bật lửa lên. Thịt bắt đầu nó ngã màu rồi đó các bạn. Đó. Là nó ngã màu. Lúc này chúng ta phải đảo đều nha các bạn. Chúng ta đảo đều liên tục để không thôi là miếng thịt nó bị một bên nó bị khét, một bên nó bị không khét đấy các bạn. Cho nên chúng ta phải đảo đều. Chúng ta vừa đảo chúng ta vừa quan sát cái màu thịt đó các bạn, mình xem khi nào vừa mắt là mình sẽ tắt lửa nha các bạn. Thịt đến lúc này nè các bạn, màu thịt đã bắt đầu ngả màu rất đẹp rồi, cho nên chúng ta sẽ đảo đều nữa các bạn. Chúng ta đảo đều lên. Nếu mà chúng ta muốn bạn nào muốn ăn mà miếng thịt mà cho nó hơi cứng cứng giòn giòn một tí, cứng cứng tí á, khô khô tí thì các bạn để lâu tí. Còn nếu các bạn nào mà muốn ăn thịt mềm mà vừa vừa thì đến thời điểm này chúng ta cũng gấp ra được rồi nha các bạn.
Rồi bắt đầu chúng ta tắt lửa này, chúng ta vớt ra nha các bạn. Chúng ta vớt ra. Chúng ta chịu khó chúng ta vớt ra, vớt hết ra. Chúng ta sử dụng mỡ của trong cái thịt nó chảy ra các bạn, mình sử dụng luôn nha các bạn. Chúng ta phi hành, phi cái góc hành này các bạn, phi góc hành cho nó thơm ra. Rồi khi gấp hành nó gần có mùi thơm nữa các bạn cho hành tím vào. Rồi chúng ta cho hành tím vào, chúng ta xào đảo khoảng 15 đến 20 giây là được rồi các bạn. Rồi chúng ta sẽ tắt lửa, chúng ta tắt lửa cho chúng ta cho nước mắm vào. Bột ngọt. Thì một phần nước mắm là 3 phần nước nha các bạn. Phần nước mắm 3 phần nước. Rồi chúng ta bật lửa lên. Chúng ta cho đường vào nha các bạn. Bắt đầu chúng ta cho thịt vào nha các bạn. Thịt vào chúng ta không. Rồi lúc này các bạn để lửa kêu riêng nha. Các bạn để lửa vừa thôi.
co lên cái màu rất là đẹp các bạn. Đến thời điểm này nè các bạn, nước cũng gần sát rồi, chúng ta lên bỏ nước ít tương ớt vào các bạn. Tại mình bỏ tương ớt vào cho nó có cái độ sánh á, độ sánh với độ sạch sọt á, sánh rồi với cái nó có hơi vị hơi cay cay hơi. Màu quẹt của chúng ta bây giờ nó màu rất là đẹp các bạn. Thơm quá các bạn ơi, chúng ta làm cái món này nè các bạn, quẹt này nè, chúng ta ăn cơm với rau luộc ha, rau luộc chấm vào thì rất là ngon. Đến thời điểm này thì chúng ta nêm lại miếng các bạn. Chúng ta nêm lại coi nó vừa ăn chưa, chúng ta cần thêm gì không. Ngon quá các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hành vào nha các bạn. Ai thích ăn hành nhiều thì bỏ nhiều, ít thì bỏ ít nha các bạn. Mình bỏ vừa phải nha. Rồi chúng ta tắt lửa nha các bạn. Tắt lửa rồi chúng ta bỏ ớt vào. Ớt này chúng ta dùng ớt hiểm nha. Mình ớt hiểm chín thì cũng ngon, nhưng mà mình thích ăn ớt hiểm trái màu xanh nha các bạn. Các bạn ơi, món kho quẹt của chúng ta đến đây cũng đã xong rồi. Các bạn xem là rất là ngon nha. Mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip lần sau nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.